Kinh văn: Chư Phật vốn thệ nguyện, ta tu hành Phật đạo, muốn hết thảy chúng sinh cũng đều được đạo này. Chư Phật đời vị lai, tuy nói trăm ngàn ức, vô số các pháp môn, thực tế vì một thừa. Chư Phật lưỡng túc tôn, biết pháp thường vô tánh, giống Phật từ duyên sinh, vì thế nói một thừa. Pháp đó trụ pháp gì? Tướng thế gian thường trụ, biết rồi nơi đạo tràng. Đạo sư phương tiện nói. Giảng giải: Đoạn kinh ở trước có nói, tất cả các Như Lai dùng vô lượng phương tiện độ thoát các chúng sinh vào trí Phật vô lậu. Nếu có ai nghe pháp, chẳng ai không thành Phật. Đây là nhân dụ. Kinh Pháp Hoa vốn có bổn môn thập diệu, chi môn thập diệu. Song sợ người không hiểu, cho nên cũng chẳng nói tỉ mỉ. Bây giờ chỉ nói nhân, người, hành, giáo lý đều một dạng. Sáu câu vừa nói ở trên là nhân dụ, tất cả mọi người đều thành Phật đạo. Tiếp theo là chư Phật vốn thệ nguyện, ta tu hành Phật đạo, muốn hết thảy chúng sinh cũng đều được đạo này. Đây là hành dụ, chỉ sự tu hành đều như nhau. Cho nên nói, chư Phật vốn thệ nguyện, mười phương chư Phật vốn thệ nguyện, ta tu hành Phật đạo, pháp môn Phật đạo của ta tu hành, muốn hết thảy chúng sinh, muốn khiến cho hết thảy chúng sinh cũng đều được đạo này, cũng tu hành đạo này, chứng được đạo này. Rõ là vô pháp không chỗ đắc được, sao lại nói được đạo này? Đạo này chẳng phải được từ bên ngoài, như vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong kinh Kim Cang nói, Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng, thật chẳng được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác này là tự tính của chúng ta vốn đầy đủ, chẳng phải được từ bên ngoài. Cho nên nói là vô sở đắc, nhưng chúng ta chẳng biết. Ví như trong túi áo có hạt minh châu, nhưng chúng ta chẳng biết có hạt minh châu. Hạt minh châu này như Phật tánh vốn có của chúng ta, chẳng khác gì với Phật. Vậy tại sao chúng ta chẳng thành Phật? Vì chúng ta chẳng phát hiện được Phật tánh vốn có của chính mình, cho nên chẳng thành Phật. Thành Phật chỉ bất quá khôi phục lại của báo vốn có của chúng ta mà thôi. Cũng đều được đạo này, khiến cho tất cả chúng sinh cũng đều tu hành pháp môn này. Đây gọi là hành dụ, tu hành là như nhau. Chư Phật đời vị lai, tất cả chư Phật đời vị lai, tuy nói trăm ngàn ức, tuy diễn nói trăm ngàn vạn ức thứ, vô số các pháp môn, vô số phương tiện pháp môn, thực tế vì một thừa, kỳ thật đều vì nói một thừa pháp. Chư Phật lưỡng túc tôn, mười phương chư Phật là đấng lưỡng túc tôn đầy đủ phước và huệ, biết pháp thường vô tánh. Chư Phật biết các pháp vốn chẳng có tự tánh, giống Phật từ duyên sinh, chẳng qua các pháp môn của Phật đều do duyên mà sinh ra. Vì thế nói một thừa. Vì một thừa Phật giáo mới hiển nói tạng giáo, thông giáo và biệt giáo. Trên thực tế thì vì một Phật thừa, đây gọi là giáo dụ, giáo hóa là như nhau. Pháp đó trụ pháp gì? Pháp đó tức là kinh diệu pháp liên hoa. Trụ pháp gì? Pháp gì này? Pháp đó tức là pháp gì? Pháp gì cũng tức là pháp đó. Pháp đó trụ pháp gì? Tướng thế gian thường trụ. Pháp đó trụ pháp gì? Trụ ở đâu? Tức trụ vào tướng thế gian. Tướng thế gian thường trụ. Pháp thế gian tức là pháp xuất thế. Pháp xuất thế tức là pháp thế gian. Do đó Lục Tổ nói, Phật pháp tại thế gian, chẳng lìa thế gian giác. Lìa thế gian cầu bồ đề, ví như tìm sừng thỏ. Giác ở tại thế gian, nếu lìa khỏi pháp thế gian lại đi tìm sự giác của giác ngộ này, ví như tìm sừng trên đầu con thỏ. Nơi đạo tràng biết rồi, Đức Phật nói, ta ngồi tại bồ đề đạo tràng, thành Phật rồi, thì biết rõ đạo lý bên trong,
Đạo sư phương tiện nói, cho nên đạo sư của trời người dùng đủ thứ phương tiện để xiển minh diệu pháp này mà lý tánh đắc được đều là một. Kinh văn: chỗ trời người cúng dường hiện tại mười phương Phật, số đông như hằng sa, xuất hiện nơi thế gian vì yên ổn chúng sinh, cũng nói pháp như thế, biết tịch diệt bậc nhất, vì dùng sức phương tiện, tuy bày nhiều thừa pháp, thực tế vì Phật thừa, biết các hành chúng sinh, nghĩ tưởng trong thâm tâm, nghiệp nhiễm trong quá khứ, tánh dục sức tinh tấn, và các căn lợi độn, dùng đủ thứ nhân duyên, thí dụ và lời lẽ, tùy theo phương tiện nói. Giảng giải: chỗ trời người cúng dường, chỗ đáng cúng dường của trời người, hiện tại mười phương Phật, số đông như hằng sa, xuất hiện nơi thế gian vì yên ổn chúng sinh, vì muốn khiến cho chúng sinh đều đắc được an lạc, cũng nói pháp như thế, cũng nói bộ kinh diệu pháp liên hoa này, biết tịch diệt bậc nhất. Phật biết pháp thật tướng là tịch diệt bậc nhất, vì dùng sức phương tiện, nếu ban đầu mà Phật nói diệu lý thật tướng thì chẳng có ai hiểu, cho nên trước hết dùng đủ thứ sức phương tiện khéo léo, vì thật thiếu quyền. Tuy bày nhiều thừa pháp, tuy khai thị đủ thứ pháp môn, đủ thứ đạo lý, thực tế vì Phật thừa, mục đích cứu kính làm gì nói Phật thừa, khiến cho chúng sinh đều đặng thành Phật. Biết các hành chúng sinh, Phật cũng biết tất cả hạnh nghiệp của chúng sinh. Nghĩ tưởng trong thâm tâm, cũng minh bạch trong tâm chúng sinh, nghĩ những gì, tưởng những gì. Nghiệp nhiễm trong quá khứ, tất cả đều là nghiệp quả tập nhiễm của chúng sinh trong quá khứ. Tánh dục sức tinh tấn, sức dục niệm tinh tấn của họ, và các căn lợi độn, còn có sự khác biệt về căn tánh của chúng sinh. Có người lợi căn, có người độn căn, Phật đều biết đều thấy. Dùng đủ thứ nhân duyên, Phật dùng đủ thứ nhân duyên, ví dụ và lời lẽ, tùy theo phương tiện nói. Ví dụ và lời lẽ tùy thuận căn tánh của chúng sinh mà ứng cơ thuyết pháp. Ví như, đối với chúng sinh can cường, khó điều phục, thì Phật dùng pháp môn từ bi để cảm hóa họ. Đối với chúng sinh ngu si, thì nói bát nhã khiến cho họ khai mở trí huệ. Đối với chúng sinh tán loạn, thì dạy họ tu thiền định. Đối với chúng sinh giải đãi, thì kêu họ tu tinh tấn. Đối với chúng sinh phạm giới, thì bảo họ phải giữ giới. Đối với chúng sinh tham lam, thì dạy họ tu bố thí. Tóm lại, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Kinh văn: nay ta cũng như thế, vì yên ổn chúng sinh, dùng đủ thứ pháp môn, mở bày nơi Phật đạo, ta dùng sức trí huệ, biết tính chúng sinh muốn, phương tiện nói các pháp, đều khiến được vui mừng. Xá lợi Phất nên biết, ta dùng mắt Phật xem, thấy sáu đường chúng sinh, bần cùng chẳng phước huệ, vào đường hiểm sinh tử, khổ liên tục chẳng dứt, chấp sâu nơi năm dục, như trâu mau mến đuôi, bởi tham ái tự che, đuôi mù chẳng thấy được, chẳng cầu thế của Phật, vì pháp diệt trừ khổ, vào sâu các tà kiến, lấy khổ muốn bỏ khổ, Phật vì chúng sinh này mà sinh tâm đại bi. Giảng giải: nay ta cũng như thế, ta Thích Ca Mâu Ni nói pháp cũng như chư Phật ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai, vì yên ổn chúng sinh, muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được yên ổn khoái lạc, dùng đủ thứ pháp môn mở bày nơi Phật đạo. Ta dùng sức trí huệ, ta dùng sức trí huệ chân thật của Phật, biết tánh dục chúng sinh. Đối với tánh dục của tất cả chúng sinh rõ như chỉ bàn tay, phương tiện nói các pháp,
hay dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh, đều khiến được vui mừng, khiến cho họ pháp hỷ sung mãn, đắc được chân chánh khoái lạc. Xá Lợi Phất nên biết, Xá Lợi Phất, ông nên biết, ta dùng mắt Phật xem, thấy sáu đường chúng sinh, thấy tất cả chúng sinh trong sáu nẻo, bần cùng chẳng phước huệ. Chúng sinh trong sáu nẻo đều mê hoặc, chẳng giác ngộ, vì chẳng có trí huệ, chẳng có phước báo. Tại sao chẳng có phước báo, chẳng có trí huệ? Vì chẳng hiểu Phật Pháp cho nên bần cùng. Vậy phước huệ từ đâu mà có? Do tu đạo mà có. Sáu đường chúng sinh chẳng hiểu Phật Pháp, thật là đáng thương xót. Vào đường hiểm sinh tử. Một khi mà vào trong đường hiểm ác sinh tử, tuần hoàn không ngừng, thì thật là nguy hiểm vô cùng. Do đó, một khi mất thân người, vạn kiếp khó được lại. Một lần nọ, Đức Phật bốc một ít đất bỏ vào trong lòng bàn tay, hỏi Ngài A Nan: đất ở trong tay của ta nhiều hay đất ngoài đại địa nhiều? Ngài A Nan đáp: đất ngoài đại địa nhiều, đất ở trong tay của Phật ít. Đức Phật nói: được thân người như đất trong lòng bàn tay, mất thân người như đất ngoài đại địa. Có thể thấy, vào đường hiểm sinh tử thật là nguy hiểm. Khổ liên tục không ngừng. Liên tục tức là đời này nối tiếp đời sau, thay đổi liên tiếp nhân khổ, quả khổ, báo khổ, chẳng gián đoạn. Chấp sâu nơi năm dục. Vì sao khổ này chẳng gián đoạn? Vì chúng sinh chấp trước thâm sâu nơi năm dục. Tài, sắc, danh, ăn, ngủ, tức cũng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, năm thứ dục trần. Như trâu mau mến đuôi bởi tham ái tự che. Trâu mau là một giống trâu, bản tánh của nó rất thích cái đuôi của nó, cho nên nó luôn luôn bảo vệ đuôi của nó. Bởi thế nên có nhiều người sinh tâm tham muốn được nó. Cuối cùng trâu mau vì bảo vệ đuôi của nó mà mất mạng. Đuôi mù chẳng thấy được, đuôi mù đen tối chẳng thấy được gì, chẳng cầu thế của Phật. Người chẳng có trí huệ giống như kẻ mù. Nếu chẳng có thiện trí thức dẫn dắt thì giống như ở trong bóng tối, chẳng thấy được ánh sáng, chẳng biết gì cả. Họ cũng chẳng cầu Phật trợ giúp họ. Phật có thế lực rất lớn, hay cứu tất cả khổ nạn của chúng sinh và pháp diệt trừ khổ, hoặc là cầu Phật chỉ bày phương pháp dứt khổ, vào sâu các tà kiến. Vì họ chẳng cầu trí huệ, tự cho rằng đúng, cho nên đuôi mù dẫn dắt bọn tùy tùng, lâu dần thì vào sâu các tà kiến. Con người có lúc rất kỳ lạ, bạn dạy họ chánh pháp, dạy đi dạy lại họ học cũng chẳng vào. Nếu dạy họ tà pháp thì chỉ dạy một lần thì họ lãnh hội. Đó là nguyên nhân gì? Vì đời đời kiếp kiếp đã chấp chặt vào tà kiến, cho nên học pháp tà rất dễ dàng. Còn chánh pháp thì chúng ta đã lìa nó quá xa, do đó dù có học cũng chẳng dễ gì nhớ được. Lấy khổ muốn bỏ khổ, muốn bỏ hết các thứ khổ của mình đi, thật làm việc chẳng dễ dàng. Trước hết phải minh bạch gì là gốc khổ của sự khổ. Vô minh là gốc rễ của khổ. Do đó, đủ thứ vô minh là gốc khổ. Gốc khổ trừ sạch tồn căn lành. Bằng sức quay thần kiếm trí huệ, vượt khỏi luân hồi trong sáu đường. Vô minh là gốc khổ. Nếu bạn đoạn trừ sạch vô minh, thì gốc khổ cũng dứt. Làm cách nào mới đoạn được vô minh? Chỉ dùng thanh kiếm trí huệ của chính bạn. Nếu bạn biết dùng kiếm trí huệ thì có thể chặt đứt gốc rễ vô minh. Chặt đứt gốc rễ vô minh mới có thể vượt ra khỏi luân hồi. Phật vì chúng sinh này, Phật vì những người đang trôi nổi ở trong biển khổ. Chúng sinh khổ nạn chẳng có ngày ra, mà sinh tâm đại bi. Phật sinh ra nguyện lực đại từ đại bi để cứu độ tất cả chúng sinh. Kinh văn: xưa ta ngồi đạo tràng, xem cây cũng kinh hành. Trong 21 ngày, suy nghĩ việc như vậy. Trí huệ mà ta được, rất nhiệm màu bậc nhất, các chúng sinh độn căn.
tham vui si làm mù. Những loại người như thế làm sao mà độ được? Lúc đó có Phạm Dương và các trời đế thích, bốn thiên vương hộ đời, cùng trời đại tự tại và các chúng trời khác, quyến thuộc trăm ngàn vạn, cung kính chắp tay lễ, thỉnh ta chuyển pháp luân. Ta liền tự suy nghĩ, nếu chỉ khen Phật thừa, chúng sinh đắm nơi khổ, không thể tin pháp này, vì pháp pháp chẳng tin, đọa trong ba đường ác, ta thà không nói pháp, mau vào cõi niết bàn. Giảng giải. Xưa ta ngồi đạo tràng, Đức Phật nói, ta ban đầu ngồi 49 ngày, dưới cội bồ đề đạo tràng thành Phật thì, xem cây cũng kinh hành. Ta thành Phật rồi, ngồi dưới cội bồ đề quán sát nhân duyên trong quá khứ và trong tương lai, có lúc cũng đi kinh hành. Đi kinh hành là gì? Đi kinh hành tức là đi chung quanh cây để vận động và nhiếp tâm, khiến cho tâm chẳng tán loạn. Tâm của Phật vốn chẳng tán loạn, cần gì phải đi kinh hành? Sở dĩ Phật làm như thế là vì chúng sinh sau này cũng tu hành theo như thế. Trong 21 ngày tư duy việc như vậy, trong 3 tuần lễ suy nghĩ việc giáo hóa chúng sinh như thế nào, trí huệ mà ta được, trí huệ mà ta đắc được, rất nhiệm màu bậc nhất, là nhiệm màu bậc nhất trong thiên hạ. Các chúng sinh độn căn, căn cơ của chúng sinh rất ngu si ám độn, tham vui si làm mù. Họ đam mê dục lạc mà biến thành ngu si. Những loại người như thế, loại chúng sinh chẳng có trí huệ giống như người mù này, làm sao mà độ được, ta làm sao mà độ chúng được? Lúc đó, các Phạm Dương, lúc đó Đại Phạm Thiên Dương của cõi trời sắc giới và các trời đế thích và Thiên Chúa trời Đao Lợi, tức đế thích Thiên Dương, tứ Thiên Dương hộ đời và tứ Đại Thiên Dương bảo hộ thế giới và Đại Tự Tại Thiên và Thiên Chúa Ma Hê Thủ La, tức Đại Tự Tại Thiên Dương và các thiên chúng khác và thiên chúng các cõi trời khác, quyến thuộc trăm ngàn vạn, mỗi vị thiên dương xuất lãnh trăm ngàn vạn quyến thuộc, cung kính chắp tay lễ, đều cung kính chắp tay làm lễ ở trước Đức Phật, thỉnh ta chuyển pháp luân. Họ đều thỉnh cầu ta chuyển bánh xe pháp. Ta liền tự suy nghĩ, vì nhiều chúng sinh chư thiên thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp, do đó ngài lại phải một phen suy nghĩ. Nếu chỉ khen Phật thừa, nếu ta chỉ nói một Phật thừa, không nói các pháp tiểu thừa khác, chúng sinh đắm nơi khổ. Nếu chúng sinh khổ, biết Phật đạo lâu xa, khó khăn, phải trải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật, đều nhìn biển mà thở dài, sợ pháp quá cao sâu mà chẳng muốn học. Ví như có người chưa nghe kinh thì chẳng sinh tâm hoan hỷ đối với kinh. Một khi thấy bộ kinh Pháp Hoa quá dày, biết khi nào nghe cho hết, làm sao có nhiều thời gian để nghe, do đó cũng chẳng nghe. Nếu bạn đắc được từ vị của Phật Pháp, thì sẽ thấy rằng Phật Pháp chiếm địa vị quan trọng thiết yếu trong cuộc sống, thậm chí không ăn không ngủ cũng nhất định phải học Phật Pháp. Chiếu theo quy củ Phật giáo, nếu trong khoảng 40 dặm có người tụng kinh thuyết Pháp, thì cư sĩ học Phật đều nên đi nghe kinh. Chúng sinh đắm nơi khổ, không thể tin Pháp này, vì chúng sinh căn cơ ngu độn. Nếu Phật nói ra một thừa Pháp thì họ chẳng tin, vì Pháp Pháp chẳng tin. Chúng sinh chẳng những không tin, mà còn có hành vi quỷ bán Pháp. Đối với diệu Pháp này, một khi sinh tâm quỷ bán, thì tạo vô lượng vô biên tội lỗi, đọa trong 3 đường ác. Tương lai sẽ đọa vào 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ta thà chẳng nói Pháp. Phật sợ chúng sinh quỷ bán Pháp chẳng tin, mà đọa vào 3 đường ác. Cho nên thà chẳng nói kinh diệu Pháp liên hoa, mau vào cõi niết bàn. Phải mau vào cõi niết bàn, không nên ở tại thế.